Chào mừng các em đến với chương trình sinh học lớp 8. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sơ đồ cấu tạo của hệ thần kinh. Ở những bài học trước thì cô và các em đã cùng nhau đi tìm hiểu và biết được rằng hệ thần kinh thì chia thành hai phần là bộ phận thần kinh trung ương và bộ phận thần kinh ngoại biên. Trong đó bộ phận thần kinh trung ương gồm có hai bộ phận là não bộ và tủy sống. Còn bộ phận thần kinh ngoại biên thì chia thành dây thần kinh và hạch thần kinh. Ở tủy sống chúng ta thấy rằng có chất xám ở ngoài. Cô xin lỗi, chất xám ở trong mà cái cấu trúc mà nó có hình giống như là hình của cánh bướm ấy, đúng không ạ? Còn chất trắng thì nằm ở ngoài. Chất xám thì là có chức năng là trung khu của các phản xạ không điều kiện. Còn chất trắng là ở phía ngoài ấy. Nó là đường dẫn truyền để nối trung khu của tủy sống với nhau và nối cái các xung thần kinh từ tủy sống với não bộ. Còn ở bộ phận thần kinh ngoại biên thì bài hôm trước cô và các em cũng vừa đi tìm hiểu về dây thần kinh tủy sống thì chúng ta thấy biết rằng là nó có 31 đôi này, và thần kinh tủy thì được gọi là dây pha vì nó vừa có chức năng nó có chức năng là dẫn truyền xung thần kinh và có chức năng vừa có chức năng là cảm ứng lại vừa có chức năng là phản ứng, đúng không ạ? Thì bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần bộ não của con người là một trong những bộ phận của thần kinh trung ương và có vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thần kinh. Trước tiên, các em hãy quan sát hình sau và hãy xác định các phần của bộ não ở hình bên. Bộ não sẽ được chia thành phần trụ não. Phần trụ não này chính là phần nối liền với phần tủy sống, các em ạ. Phần thứ hai là phần tiểu não. Phần tiểu não này là phần não bộ nằm ở phía sau gáy của các em ấy. Tiếp tục là phần não trung gian, và phần lớn nhất của bộ não chính là phần đại não. Vậy bài học của chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ba phần của bộ não, chính là tiết 48 bài 46, trụ não, tiểu não và não trung gian. Còn phần đại não thì các em sẽ tìm hiểu trong bài học sau nhé. Đầu tiên, một La Mã chúng ta tìm hiểu về vị trí và các thành phần của não bộ. Sau đây các em hãy quan sát hình và hình này là hình não bộ bổ dọc và điền tên các thành phần của não bộ theo số thứ tự từ 1 đến 7. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là ở vị trí số 1 nằm trên cùng này. Nằm trên cùng. Thì vị trí số 1 ở đây chính là phần nào nằm trên cùng ạ? Phần đại não nằm trên cùng. Trụ não tiếp liền với tủy sống ở phía dưới. Các bạn xác định cho cô phần vị trí của trụ não ạ. Vừa nãy cô đã nói là trụ não sẽ nối liền với phần tủy sống của cột sống, đúng không ạ? Trụ não tiếp liền với tủy sống ở phía dưới, nằm giữa trụ não và đại não. Chúng ta xác định vị trí giữa đại não và trụ não chính là phần não trung gian. Đúng chưa ạ? Tiếp tục ạ. Trụ não gồm gồm gì ạ? Gồm hành não, xong rồi đến cầu não và não giữa. Não giữa thì gồm có hai vị trí là cuống não ở phía trước và củ não sinh tư ở phía mặt sau. Mặt sau của trụ não thì chúng ta quan sát đến vị trí phía sau ở trụ não ở phần gáy ạ. Đó, chính là tiểu não.
Như vậy chúng ta có thể kết luận như sau. Não bộ từ dưới lên gồm có phần thứ nhất là trụ não tiếp liền với tủy sống. Nó gồm não giữa và cầu não và hành não. Tiểu não nằm ở phía sau của trụ não. Não trung gian nằm giữa trụ não và đại não, gồm có vùng đồi và vùng dưới đồi thị. Và đại não là phần não phát triển nhất và nằm ở phía trên cùng. Chúng ta sang phần tiếp theo, phần 2 La Mã, cấu tạo và chức năng của trụ não. Trụ não nằm ở vị trí nào trong não bộ và nó gồm có những bộ phận nào? Thì phần này thực ra chúng ta đã tìm hiểu ở cái phần sơ lược rồi đúng không ạ? Trụ não nằm tiếp nối với tủy sống ở phía dưới và cấu tạo của nó thì gồm có 3 phần là hành não, cầu não và não giữa. Trong đó thì quan sát trên hình thì các bạn có thể thấy là vì nó nối tiếp với phần tủy sống cho nên cấu tạo của nó cũng gần giống như là phần tủy sống vậy. Tức là phía ngoài sẽ là gồm có chất trắng và bên trong là có chất xám, đúng không ạ? Giống y như là phần tủy sống. Và ở phần trụ não thì cũng có các dây thần kinh não được nối ra từ phần trụ não. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là ở phần não bộ của chúng ta vẫn có các dây thần kinh não. Dù nó có các ví dụ như là có dây khứu giác, dây thị giác, dây vận động mắt, rồi dây mặt, dây thính giác, vân vân. Thì tất cả các dây này nó sẽ điều khiển cũng như là nhận xung thần kinh từ những cái cơ quan cụ thể mà nó chịu trách nhiệm. Và trụ não thì là nơi xuất phát của 12 đôi dây thần kinh não, gồm 3 loại là dây cảm giác, dây vận động và dây pha. Mỗi đôi dây thần kinh này thì sẽ dẫn truyền xung thần kinh đến những cơ quan nhất định. Ví dụ như đôi dây thần kinh số 2, các bạn quan sát trên hình ạ, đôi dây thần kinh số 2, thì nó sẽ dẫn truyền xung thần kinh đến cơ quan thị giác. Đôi dây thần kinh số 8, đôi dây thần kinh số 8, đây ạ, thì nó sẽ dẫn truyền xung thần kinh đến cơ quan thính giác. Mà cụ thể hơn thì những cái phần này chúng ta sẽ được học cụ thể ở bài cơ quan phân tích thị giác và cơ quan phân tích thính giác. Vậy từ cấu tạo của trụ não thì em hãy cho biết chức năng chính của trụ não là gì? Thì trụ não có hai chức năng chính, một là nó sẽ điều khiển điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt như là hệ tuần hoàn, hệ hô hấp rồi hệ tiêu hóa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo và chức năng của não trung gian. Em hãy cho biết vị trí cấu tạo và chức năng của não trung gian là gì? Thì dựa vào hình trên màn hình của chúng ta thì các bạn có thể biết ngay là não trung gian nó nằm ở vị trí nào đúng không ạ? Nó nằm tiếp nối giữa trụ não và phần đại não, nó nằm giữa. Cấu tạo thì nó gồm có hai phần thôi là đồi thị và vùng dưới đồi thị. Hai vùng này nó khi mà các bạn học xong bài hệ nội tiết các bạn sẽ gặp lại. Các bạn sẽ tìm hiểu tiếp theo ở hai cái vùng này. Và cấu tạo của phần não trung gian thì nó cũng chia ra thành hai phần là chất trắng và chất xám. Trong đấy thì chất trắng thì nằm ở vùng đồi thị và chất xám thì nằm ở dưới vùng dưới đồi thị. Phần chức năng của não trung gian thì chức năng chính của nó là điều khiển hoạt động trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt. Các bạn có thể nhìn thấy cơ chế điều hòa thân nhiệt. Khi mà máu và nhiệt độ bên trong tăng lên, tức là khi mà chúng ta đo cái nhiệt độ cơ thể thấy nhiệt độ tăng, thì cái nhiệt độ tăng lên này nó sẽ được cảm nhận bởi vùng dưới đồi của não trung gian. Khi đó não trung gian sẽ điều khiển cái sự giãn mạch xuất hiện ở mạch máu ở dưới da. Và từ đây thì làm cho nhiệt độ nó sẽ được thoát ra ở phần da. Rồi các tuyến mồ hôi sẽ trở lên hoạt động làm tăng thải nhiệt bốc hơi nước. Tức là ở phần da thì sẽ giãn mạch máu ra này. Rồi mồ hôi, tuyến mồ hôi sẽ hoạt động mạnh này để
toát mồ hôi ra. Mồ hôi được thải ra ngoài thì sẽ dẫn đến việc bốc hơi nước và làm cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Và khi nhiệt độ cơ thể giảm thì nó sẽ báo cho vùng não trung gian là nhiệt độ cơ thể giảm rồi. Thì nó sẽ có những điều chỉnh cụ thể xuống phần da và vùng các tuyến mồ hôi để cái sự giãn mạch cũng như là điều hòa toát mồ hôi ở tuyến mồ hôi nó sẽ giảm xuống. Thì cơ chế điều hòa đấy được gọi là cơ chế điều hòa ngược âm tính, thì các bạn sẽ còn tìm hiểu nữa, tìm hiểu thêm sâu hơn ở cái những bài học sau. Tuy nhiên thì chúng ta chú ý điều quan trọng nhất đấy là chức năng của não trung gian thì nó sẽ tham gia vào điều khiển hoạt động trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt, rất là quan trọng đúng không ạ? Và nếu mà não trung gian bị tổn thương thì phần điều hòa thân nhiệt của cơ thể nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo và chức năng của tiểu não. Thì trên màn hình phim chụp của các bạn thì chúng ta sẽ thấy là phần tiểu não chính là phần mà nó nằm ở phía sau của trụ não, hay là nếu các bạn mà xác định trên hộp hộp sọ của chúng ta đấy thì chúng ta có thể thấy nó nằm ngay ở cái vùng mà sau gáy của chúng ta đấy ạ. Đó. Và vì nó là phần mà nhỏ so với phần đại não chiếm một cái diện tích rất lớn thì tiểu não chỉ chiếm một phần tích nhỏ thôi. Vì vậy cho nên là nó được gọi là tiểu não. Đúng không ạ? Vị trí của tiểu não ở đâu? Vị trí của tiểu não thì chúng ta vừa nói rồi là tiểu não nằm ở phía sau của trụ não và phía dưới của phần đại não. Thì tiểu não có cấu tạo như thế nào? Thì khác với tủy sống và phần trụ não, tủy sống và trụ não thì có chất trắng ở ngoài, chất xám ở trong. Thì ngược ngược lại nhé, ngược lại các bạn nhé, là tiểu não thì lại có chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong. Đấy, hai phần khác nhau nè. Chất xám ở ngoài làm thành vỏ của tiểu não và chất trắng ở trong thì là các đường dẫn truyền. Người ta thí nghiệm như sau. Người ta tiến hành thí nghiệm phá hủy một bên tiểu não của ếch thì làm cho ếch nhảy và bơi lệch về một phía, mà cái phía mà tiểu não bị hủy ấy, nó sẽ bơi lệch. Hoặc là người ta làm tiếp một thí nghiệm hai là người ta phá tiểu não của chim bồ câu thì con vật này đi lảo đảo và mất thăng bằng. Từ hai thí nghiệm trên thì em rút ra kết luận gì về chức năng của tiểu não? Chúng ta thấy rằng là nếu phá hủy tiểu não thì con vật đi bị lảo đảo và không cân bằng, thậm chí là nó bơi lệch về một bên đúng không ạ? Như vậy chức năng của tiểu não chính ở đây đó chính là chất xám ở ngoài thì nó là trung khu điều hòa và phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể. Còn chất trắng ở trong thì nó có vai trò dẫn truyền, nối vỏ tiểu não và các nhân đến các phần khác của não. Đó. Vậy thì vai trò mà thú vị nhất của tiểu não ở đây chính là nó giữ thăng bằng cho cơ thể và nó phối hợp những cái cử động phức tạp cũng như là linh hoạt của cơ thể. Vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi? Các bạn thân mến, là vì trong rượu có cái nhóm OH tức là nhóm cồn, và nhóm này thì có tác động rất là mạnh đến vùng tiểu não. Nó làm cho tiểu não không thực hiện được những cái chức năng của về giữ thăng bằng cơ thể, và người mà say rượu thì sẽ bị mất thăng bằng, sẽ bị lảo đảo và thường là sẽ không đi được thẳng hàng, và người ta gọi cái biểu hiện này là biểu hiện chân nam đá chân chiêu. Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ bộ não? Khi các con học mà vui chơi hoặc là lao động thì chúng ta cần phải chú ý là chúng ta phải bảo vệ bộ não của chúng ta thật là tốt, vì bộ não là một bộ phận của thần kinh trung ương, và khi bộ não bị tổn thương thì những cái hoạt động trên cơ thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ. Cô tổng kết lại bài học ngày hôm nay bằng sơ đồ sau. Bộ phận thần kinh trung ương gồm có não bộ,
Não bộ thì được chia ra thành 4 phần là đại não, não trung gian, trụ não và tiểu não. Hôm nay chúng ta học 3 phần là phần não trung gian. Phần não trung gian chúng ta thấy rằng nó chia ra thành hai vùng là vùng đồ thị và vùng dưới đồ thị. Vùng trụ não thì chia thành hành não, cầu não và não giữa. Còn vùng tiểu não là vùng ở phía sau của trụ não và có vai trò giữ thăng bằng cho cơ thể. Đồng thời trong bài học ngày hôm nay chúng ta cũng đã được học về dây thần kinh não, gồm có 12 đôi. Và dây này thì nó có 3 loại dây, dây cảm giác, dây vận động và có cả một loại là gồm cả cảm giác và vận động, chúng ta gọi nó là dây pha, đúng không ạ? Ở bài học sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về phần còn lại của phần não bộ, chính là phần đại não. Chức năng các bộ phận của não bộ thì chúng ta sẽ cùng liệt kê lại nhé. Phần trụ não có vai trò là điều khiển, điều hòa hoạt động của các cơ quan nội quan như là tuần hoàn, hô hấp và tiêu hóa. Phần tiểu não là điều hòa và phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể cũng như giữ thăng bằng cho cơ thể. Phần não trung gian là phần điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa nhiệt. Phần dặn dò học tập về nhà. Các em hãy học bài trong vở, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Làm bài tập củng cố theo link trên website của nhà trường. Xem trước bài 47 đại não. Chú ý quan sát kỹ hình 47.1 đến 47.4. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tất cả các em.